Hương ơi, cái chìa khóa ở chuồng chim sí này đâu rồi đấy? Ok. Hello. Vậy là chim chí của mình lại tiếp tục đẻ rồi các bạn ạ. Mình biết nghe mà, nhưng hôm qua thì mình quay video cho các bạn xem là chim chí của mình nó đẻ cách nhật đúng không? Bây giờ thì mình đi ra thăm vườn của mình ấy, sáng nào cũng vậy thôi, tối nào đi ngủ phải thăm, sáng thăm một lần, tối thăm một lần. Và cuối cùng thì nó cũng lại tiếp tục đẻ nữa đấy các bạn ạ. Ở đầu video cho Long Đen gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bạn nhé. Để mình kia các bạn có nhìn thấy quả trứng của nó kia không? Đó. Thế nhưng mà đi vào trong này là hơi lon gan một chút xíu đấy các bạn. Vợ mình bảo là cái con này này nó còn dữ hơn cả con bố nó cơ. Hey. Hey. Mày không làm gì đâu. Ơi trời ơi. Non và xanh lắm em ơi. Tuổi gì? Thôi, anh xin đấy. Anh xin đấy. Thời tiết mới buổi sáng sớm các bạn ạ. Thành ra là nó cũng hơi tối tối và thiếu ánh sáng một chút. Ước gì thế này mà nó cứ đẻ 5-6 quả một lần nhỉ. Thì có khi lại vào nhặt trứng này được một rổ trứng. Sướng ơi là sướng. Thế nhưng mà chúng mày đi ra, giờ hồn đấy. Tao mang vào tao ấp thôi. Đây, đây là hình hài cái quả trứng này các bạn này. Quả trứng này nó khác màu quả trứng gà các bạn. Quả trứng gà thì nó màu là trắng trắng hơn một tí. Còn quả trứng chim chí này kiểu như mình gọi này, khó tả màu nhỉ. Tức là màu của nó vàng vàng theo kiểu đấy, các bạn có thể nhìn trên màn hình đấy. Rất khác với so với trứng gà là vỏ trắng hơn cơ. Hello. Thôi nhá, mình xin nhá, mình xin nhá, mình về đây. Mình còn nhớ chính cái con này này các bạn này, là cái con cuối cùng. Lứa cuối cùng của năm 2023. Thế mà lông của nó dạo đang bắt đầu gần đủ rồi. Còn thiếu vài cái lông đuôi nữa thôi. Đấy, còn con đầu đâu rồi? Con đầu kia các bạn này. Con đầu kia kìa. Đó, con đấy nó hiền lắm. Còn con này là con thứ hai. Những con vật nào mình nuôi, mình chăm sóc, mình nhớ như in luôn các bạn ạ. Con kia thì con đầu kia thì mình nghĩ là chắc là nó đủ tuổi sinh sản rồi. Đâm ra là chính cái quả trứng này không cẩn thận là con của nó đấy. Nó đang đi tìm con mái à. Ra ngoài này sáng hơn, nhìn quả trứng nó rõ hơn các bạn nhỉ. Biết nói gì nhỉ, thực sự là cái cảm giác mà thành quả của những người chăn nuôi ấy, thì là được nhặt trứng này, được chăm sóc những cái con non này, đó là cái niềm vui và cái thành quả nhất đấy. Mình nghĩ là ai chăn nuôi cũng đều như vậy thôi, mong sao có ngày được gặt hái những thành công. Đối với mình thì thành công nó chưa được đến được nhiều, thế nhưng mà mình vẫn bảo rồi, khi nào đủ lắng thì hoa nó sẽ nở thôi. Có vội vàng thì cũng không được, phải đủ ngày đủ tháng thì chúng nó mới sinh. Con người ta cũng vậy, 9 tháng 10 ngày nó mới ra đời được. Chứ còn thì con vật cũng vậy thôi, 8 tháng thậm chí là cả một năm cơ. Để mình mang về mình lại đánh dấu vào và chuẩn bị bao giờ được 5-6 quả thì mình mới ấp một thể các bạn ạ. Mới sáng ngày ra mà đã có đón chào một niềm vui mới rồi nha. Điều tô. Tô. Hai quả ngon nành. Đấy các bạn thấy không, màu của trứng gà Bắc Tít và màu của chim chí nó khác nhau hoàn toàn nhỉ. Bởi vì nếu mà nói nó không có hình ảnh, nhiều khi khó có thể là tưởng tượng được ra. À đấy, lại nói về gà Bắc Tít, tiện đây thì mình lại ghé luôn qua thăm bọn gà Bắc Tít này cho các bạn xem. Chả là thi thoảng thì úi trời ơi, sao trồng mông trồng tí lên thế em ơi. Rồi, nặng mông, mộng năng. Thi thoảng thì mình cũng muốn quay một chút xíu, bởi vì là trong lô gà này thì cũng có của rất nhiều các bạn đang có, mình gọi là có cổ phần ở đây. Thế là mình cũng muốn quay một chút xíu để cho các bạn ngắm nhìn, nếu như mà của bạn nào thì bạn đấy cứ ngắm nhá. Thì các bạn biết đấy, khi chăm sóc được những con vật vừa đấy mình nói rồi, nó được có những cái thành quả thì vui lắm. Vui là được chăm sóc nó này, được thấy nó lớn từng ngày này, rồi thì được tận tay chia sẻ cho mọi người, thì đó là một cái điều mà ai cũng mong muốn là được như vậy. Thì thôi mình chỉ quay một chút xíu như vậy thôi, các bạn bảo mình là chiếm rất nhiều thời gian của gà thì mình xấu hổ lắm. Thời tiết này vẫn cứ phải là bóng úm, cứ 175W, 24/25 và đủ 30 ngày trong một tháng luôn, không rút ra một tí nào đâu các bạn. Để cái con nào lạnh thì là mang ra là nó sưởi ấm luôn, để đảm bảo đến mức là nhiệt tình nhất và cố gắng nhất các bạn. Còn bây giờ là mình múc ít sâu quy ra ngoài vườn kia để cho cái con chim khuyên ấy. Đấy, cứ phải mở ra như này này để cho con chè là nó về nó ăn. Vừa là lúc sáng thấy nó ở cây bưởi này, giờ không biết là nó đã lượn đi đâu mất rồi. Hai đứa chúng mày có biết con chè đi đâu rồi không?
Hả? Không biết là con khuyên của mình nó còn nhớ mình ở dưới vườn không các bạn à? Theo chân mình lại xuống dưới vườn nhé. Ngó gì đấy? Có gì để hóng hớt à? Chả có gì để hóng hớt cả. Điếu ơi, đi ra. Múa đấy, múa đấy. Đi ra đi. Ồ, hay nhỉ. Lâu, 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 lâu. Đi vào, đi vào, đi vào, đi vào. Ra đây lại, hóng hớt đấy. À, các bạn thấy không? Đã đang đợi mình rồi đây này. À, trời ơi. Hello, hello. Khuyên này, nhận ra anh không? Nhìn đây này. Quà đây này. Đó, trời ơi, mắt tinh ngay. Mắt tinh như mắt cáo luôn. Ô, la la, đi vào, đi vào, đi vào nhá. Đi vào, không anh mở cửa ra lại phi ra là chết. Chết. Con thịt lở này treo lên đấy làm gì đây? Hả? À, thịt lở treo lên đấy làm gì? Nào, xuống đây cho ăn. Xuống đây. Đấy. Đấy, cho hẳn con sâu lột luôn nhá. Cho nó ngon nhá, nào. Tiêu 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 ra đây. Trèo lên tay. Trèo lên tay mới cho ăn cơ. Trèo lên tay. Này. Nó vẫn ngại không muốn lên tay các bạn. Từ trước giờ nó không bao giờ lên tay đâu. Chỉ chơi như vậy thôi. Đâu, bạn gái đâu rồi, vợ đâu rồi, vợ yêu đâu rồi? Ai, vợ yêu lười ra thế à? Hả? Vợ yêu lười ra thế chứ. Ra ngoài này đi, ra ngoài này cho ăn. Ra đây. Con này nó vẫn luôn lười ra lắm các bạn. Này. Ôi, bao nhiêu phần ngon ăn hết của vợ rồi. Bao nhiêu phần ngon ăn hết của vợ rồi. Tí tí tí. 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 Nào, đầu tay. Úi trời ơi. Vẫn đúng theo cái thói cũ. Vẫn đúng theo cái thói cũ luôn. Trời ơi. Các bạn thấy vui không? Nhiều lúc đấy mình chia sẻ với các bạn đấy, nuôi được vài cái con vật, thứ nhất là chăm sóc chúng nó này, thứ hai là nó cũng giúp cho mình kiểu như những cái giây phút làm việc nó vất vả hoặc là mệt mỏi ấy, thì nó cũng vui, khá chi là vui luôn đấy các bạn. Đây mình để trong này cho nó khỏi khỏi làm sao nhỉ, khỏi khỏi mưa vào, cái giống sô quy này mà mưa vào là nó nhanh chết lắm. Đấy, sau rồi tự chúng nó đi vào này. À, khôn à. Biết là mình mang vào chuồng cho nó cái nó vào luôn. Tạm biệt chiếc AV nhỏ nhưng mà tình cảm nó lại cực kỳ to. Để mình lên nhà Quế ngồi uống nước một chút xíu các bạn. Anh em hôm nào cũng thế, phải gặp nhau một chút cho đỡ nhớ. Chơi với nhau từ tấm bé đến tấm lớn mà, cho nên điều gặp nhau một ngày nó là không thể thiếu được. Mình tưởng con nene của mình nó làm sao, mình ngó sang bên này một tí. Chân bên trái có cái vòng á? Anh có nhìn, có nhìn thấy vòng á? Thôi chết, thì lên lên tận trên này rồi. À, nếu thế thì nó lại đi xuống dưới kia rồi, để em vòng dưới kia em nhìn. Thế con nhìn chắc chắn là có cái vòng không? Mấy bé con? À, hả? Ừ, bác đang quay đấy. Sao? Vì sao? Ngại gì? Thế em nghĩ con chèn em, bởi vì là sáng nay nó thấy nó về có một lúc thôi, nó lại đi, nó không thấy nó nữa mà. Đâu? À, kia rồi, tiên nhân nhà mày lên tận trên này. Mày, kia các bạn, chuẩn 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 kia rồi. Chèn đây. Mày lên tận trên này nhá. Để mình phóng zoom vào lại xem. Đâu ấy nhỉ? Đâu ấy nhỉ? Mắt nhìn thì được nhưng mà cam quay là hơi khó. Vào đấy quay dễ hơn à? Chứ là nếu anh phải của anh là nó ấy mà, nó hiền lắm. Cô Quyên trong đấy còn nhìn thấy nữa. Đâu nhỉ? Mắt mũi anh giờ nó. Ôi. Đâu nhỉ? À đây 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 đây. Đây ơi, chuẩn rồi. Nhục tôi ơi. Nhục tôi rồi, chéo. Đây chuẩn 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 đeo vòng này rồi. Thế mày lên tận trên này làm gì? Xuống đây đi ra. Lên tận anh Quế chơi cơ hả? Thích nhè. Ha. Woo. Về đây. Căng tê nhỉ. Thế căn bản là trên nhà Quế là có một con chờ than trống các bạn ạ. Có một con chờ than trống ở dưới avi dưới kia. Chắc là nó nghe một vài cái tiếng giọng con trống nó rũ về. Mùa này mùa sinh sản mà, cho nên nó cũng không có lạ lẫm gì cả.
Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Đi mà. Đi về đi em ơi. Đi về. Nó nghe giọng của mình quen mà, nó không có lạ lẫm gì cả. Bọn nó ngáo ngơ tỏ vẻ ra này không quen nhau chứ này. Hỏi là nữa đi mà còn về không? Đàn lượn mau không? Đàn lượn mất rồi. Có khi là lên đây thấy đâu mấy bạn trẻ ngoài kia bảo là nó vào đây nó đấu mỏ với lại con đầu rìu này của Quế này. Hóa ra đây nó ra đây nó để tưởng nó mang vào cho nó để nó đấu nhau hay sao ấy. Được rồi. Đúng là tìm em như thể tìm chim thôi được rồi. Nếu mà nó về tới đây mà nó dụ cặp với lại mấy con chòe ở dưới của nhà Quế dưới kia thì nó là cái tốt các bạn. Còn mình vẫn bảo rồi mà. Vạn sự tùy duyên. Cái mạng sống của nó đã thả nó ra ngoài tự nhiên rồi thì quyền do nó quyết định thôi. Mình chỉ nhìn thấy nó là ở trên cây này thấy là cũng thoải mái rồi. Mong là nó cứ ở đây cũng được, hoặc nó về nhà mình cũng được. Tình yêu nào đâu có lỗi, lỗi chỉ do ta đã yêu người không thật lòng. Hứa ơi, ra 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 đây hỏi đây, ra đây. À, từ sáng giờ em có nhìn thấy con chè đâu không nhỉ? Có nhìn thấy ở đâu nhỉ? À, nó bay ở đâu nhỉ? À, tức là có nhìn thấy thôi chứ gì? À, tụi anh cũng nhìn thấy. Thế nhưng mà em chia buồn với em là lên tận trên nhà Quế rồi nhá. Cao thủ không? Đấy. Chiều hôm qua nói chuyện làm gì? Sáng nay anh còn nhìn thấy cơ. À, các bạn ạ, à, đi theo tiếng gọi của tình yêu thì người ta bảo rồi, tình yêu thì không bao giờ có biên giới. Đấy. Dù xa đến đâu thì xa mà không đi xe buýt thì ra ga đi tàu. Là từ đây nhà mình nhìn lên tận trên kia nhà Quế kia thẳng hướng đấy các bạn nhỉ. Đó, mình chỉ tay thẳng hướng cho các bạn xem. Đấy, trên nhà Quế là ở chỗ thẳng cái cột mốc đấy. Đấy, sáng nay mình ngồi uống nước ở đây. Đấy, một mình ngồi uống nước đây thì là nhìn thấy nó đang ở trên này này các bạn này. Đang vẫy cánh một phát làm nên vù một phát. Đó, đi lên trên này. Mình tức là mình nhìn thấy ngồi lên nó chỉ thấy là nó đi về hướng này thôi, còn không biết nó đến đâu. Thì vừa lên nhà Quế xong một cái thì mấy bạn trẻ con bạn bảo là có con chè nó ở đây mà có kẹp thì cái anh vẽ tranh cho nhà Quế. Anh cũng bảo là đúng rồi, mới đầu thì mình chưa tin trẻ con vì là sợ trẻ con nhìn nhầm. Anh bảo đúng rồi, anh có nhìn thấy một con chè là nó có một cái vòng, thì anh không biết là cái vòng gì nhưng mà có nhìn thấy gọi là có dấu ấy. Thế là đi rồi đấy, đi lần này nếu mà xa như thế này thì chắc là không về nữa. Nhưng mà cái điều mình quan trọng với các bạn là nếu như ở trên nhà Quế thì mình yên tâm rồi, hoàn toàn yên tâm ở trên đó rồi. Nhưng mà nếu mà sợ là nó đi loanh quanh ở trên đấy, các bạn đã biết không, nhiều lần Quế kiểu như chim nó bay ra ấy, nhiều lần ở trên đấy là cũng bị kiểu như cũng phải đi xin chim như mình đấy, các bạn hiểu rồi nhỉ. Đấy, chắc hẳn là các bạn biết hết rồi. Thế cho nên là mình cũng lo là con chim chòe của mình như vậy. Nhưng mà như vừa lại ban đầu mình bảo rồi, vạn sự tùy duyên thôi. Đó là cái điều mà không ai mong muốn là nó bị lại bị nhốt lồng cả. Nếu mà nhốt lồng thì mình đã nhốt nó từ lâu rồi, nhưng chỉ muốn nó được về tự do thôi. Làm sao bay á, chim có cánh thì nó phải bay rồi, điều đó là điều hiển nhiên rồi. Đối với mình đi bộ từ đây lên trên đấy thì là xa thôi, thế nhưng mà đối với nó vài cái sải cánh là lên tới nơi thôi. Đấy, tao bảo hai đứa chúng mày ở nhà chơi với con chèo mà tại sao chúng mày không trông nhà? Ừ, đó này. Thì bây giờ đầu của nó trong đầu nó chỉ nhớ tầm 2 hôm trước là nó sợ đi ra ngoài này bị bẫy, thế nhưng mà đến 2 hôm sau thì kiểu như thẻ nhớ bị đầy rồi. Nó không còn nhớ gì nữa thì nó lại đi thôi. Nhé, hiểu nhé. Ngoài thôi. Thế ngoài cái yểu ơi thì còn nói được câu gì nữa? Đọc đọc xí số thì thôi. Anh Đông ơi, anh Đông ơi. Ôi trời ơi. Bơ đây. Bơ. Đây. Đi đâu ấy? Bạn ơi. Bạn đi đâu ấy? Bơ đi đâu về? Rúc rúc mông rồi, rúc mông tôi rồi, rúc mông tôi rồi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Bay xa chứ.
nó có cánh phải bay xa chứ. Thôi không nhắc đến chuyện cái con chè nữa các bạn. Nhắc lại chuyện cái con rồng Nam Mỹ này này. Mình chưa chăm có cái kinh nghiệm bao giờ ấy, thì mình có một cái điều thắc mắc là như này các bạn. Cái con rồng Nam Mỹ cái này này, nó cứ nằm xuống dưới đất này nhá, nằm xuống nền cát này các bạn ạ. Mình bế nó lên trên này này, nó lại xuống, rồi mình bế nó lên trên cái thang này nữa, nó lại xuống. Mình có một cái điều là mình sợ là mình nghi là nó đẻ. Thế nhưng không biết là liệu có đẻ không các bạn, bởi vì bụng của nó thì các bạn thấy đấy, nó làm gì có bụng nhiều lắm đâu. Và mùa này thì cũng không, đối với mình ấy thì là cái con thằn lằn thì về mùa này nó đẻ rồi. Thế nhưng mà đối với dòng Nam Mỹ thì mình nghi là vẫn cùng dòng cùng loài với nó. Thế nhưng mà mình chỉ sợ là nó đẻ thì nó là cái tốt, mà không may mà nó yếu, mình chỉ sợ nó yếu nó mỏi thôi các bạn. Thì không biết có phải không. Thì từ hôm về đến giờ thì nó cũng ăn mà. Nó cũng ăn. Đây là cái rau từ hôm qua là các bạn này. Thì mình cũng bổ sung thêm cho cả cái vitamin trà vừa rồi mình mua ấy. Thì nó cũng ăn rất chi là tốt. Thì đối với sức khỏe thì mình cảm thấy như vậy là không sợ nữa rồi đúng không nhỉ? Chơi chơi ỉa ấy. Tính trẻ con lắm các bạn. Đấy, điều mình lo lắng là các bạn nào có biết về rồng Nam Mỹ này, các bạn để lại cho Long Đen cái bình luận nhé. Xem là liệu là nó có phải đẻ không hay là nó mỏi mệt. Nếu mà mỏi mệt thì nó đã không ăn đúng không nhỉ? Đấy, khó thế. Còn ông này thì không bao giờ xuống dưới đất, cứ ở trên này thôi. Cực kỳ khó khăn đấy các bạn, nuôi con gì vậy thôi phải theo dõi từng ly từng tí một, sát sao lắm ấy. Con rồng Nam Mỹ này nó ăn khỏe, con đực này nó ăn khỏe hơn này, thì mình thấy là cái sức khỏe nó này không cần phải lo nghĩ rồi. Còn con cái này thì nhìn trên lưng nó cũng phẳng phết rồi đấy các bạn này, cũng phẳng phết rồi đấy đúng không, phẳng phết rồi đấy. Từ hôm về ăn được khối rồi, đâm ra là nó cũng không còn gầy gò nữa. Có một tối thôi mà phân đã đầy tổ rồi. Mình mang về, thế nhưng mà tối đến là lại phải cho vào cái bùng úm này các bạn ạ. Mình rất chi là cẩn thận luôn. Bởi vì là chim ở tay người ta thì không biết là chăm sóc như nào. Nhưng mà về với mình ấy là mình cứ phải theo cái ý của mình là tối đến là phải sưởi ấm. Còn những cái ba con chim kia thì đến bây giờ thì nó quen với cái tập tính mình nuôi dạy nó rồi. Thì mình không cần phải lồng ấm. Thì bây giờ mình mang nó ra ngoài cho các bạn xem sau một ngày mang về nhé. Đáng, đáng, đáng. Hôm nay đi ra ngoài nhìn ánh sáng nhỉ, có sợ không? Đây các bạn nhìn này, hôm qua ấy, thì là kiểu như đi trên đường các em nó cũng đói, thế là hôm nay ấy, là kiểu như tinh thần nó cũng được thoải mái hơn rồi, rồi thì ăn uống nó cũng quen với lại kiểu như thức ăn của mình cho nó ăn rồi ấy, thành ra nó trông nó cũng mịn phết đấy các bạn nhỉ. Há miệng, há miệng, há miệng ra, há miệng ra, há miệng ra, chiu. Đấy, ra ngoài một cái là không há miệng ở đâu. Khéo bay. Ý, nào ăn đi. Ngon chê nhỉ, nào. Em ở bên này nữa, nhanh lên. Nhanh lên, thằng bên cạnh đã ăn hết rồi, nhanh lên. Nhanh lên. Ra ngoài thì nó nhát hơn một chút xíu các bạn. Sau một ngày em nó về với gia đình nhà mình ấy, thì cái chế độ chăm sóc của mình thì như mới nãy mình nói rồi là theo ý mình. Mọi cái chất dinh dưỡng mình cung cấp cho em nó là phải đầy đủ luôn. Còn thì có thể là như ở người khác người ta cũng cẩn thận hơn, thế nhưng mà đối với mình thì cứ phải theo ý mình. Nhanh lên, há miệng, há miệng ra, há miệng ra. Nào, nhanh lên, nhanh lên, chỉ cần về tay mình 2-3 hôm nữa là lại lại đẹp như đàn anh của nó ngay. Đây các bạn nhìn này, con này, ba con này là cùng một đàn, như này có được gọi là gấu trúc không, chắc không sai các bạn nhìn đấy, trên đầu cũng có đen có trắng này đấy. Mỗi con này là nó ghen một chút xíu thôi, thế nhưng mà thôi vẫn đẹp. Nào, đáng yêu chưa, trời đáng yêu chưa, ý trời ơi, đi không ngã nhá, ngã là vỡ mồm đấy, vỡ mỏ đấy. Nào, âm lên nữa, âm lên nữa, âm lên nữa, âm lên nữa, nào, lên nữa.